Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của cơ sở Vũ Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em sẽ đi giao hàng. Thì em sẽ đóng ốc đi giao hàng nha bà con. Thì đây là ốc giống bên em đã tuyển xong đây. Bà con thấy không? Bên em đây. Ốc rất là đẹp. Đây là mẫu 4.000 con một ký nha bà con. 4.000 con một ký thì tất cả đều từ hạt bắp trở lên đấy, bà con thấy không? Ốc bên em đã tuyển ra rất là đều. Thì cái này là bên em căng lấy mẫu, thì sẽ đảm sẽ căng và đảm bảo với bà con là cái số con sẽ trên 4.000, và thì có thể là số ký nó sẽ trên đó. Nếu mà một ký mà không đủ 4.000 con thì mình sẽ căng dư ra để đảm bảo cái đầu con cho bà con, là một mẫu là một ký nó phải là trên 4.000 con. Thì cái này là hơn, ở đây em căng khoảng một ký mấy đấy mới đạt được cái số con đấy. Bà con thấy không, ốc của em rất là đẹp. Ốc này là 3 tuần tuổi đến 5 tuần tuổi bà con, từ 3 đến 5 tuần tuổi. Con đem về nuôi thì nó tầm 2 tháng mấy 3 tháng thôi. Đây bên em sẽ bắt đầu lấy ốc vô thùng. Thì phía dưới thùng thì em có để bọc cám, xong rồi tới cái lớp bèo để tay chuột nè. Đấy, chúng ta cứ gãi ra thôi, mà cứ gãi đều ra. Thì con ốc thì chúng ta sẽ ship khô được, ship chúng ta sẽ vận chuyển nó bằng hình thức là giữ ẩm thôi, chứ không cần phải để nước. Nước thì nó bị mập. Đấy, chúng ta sẽ gãi ra. Mình sẽ gãi như thế này đây. Đấy, rất là nhiều đó bà con. Thì trong vòng bán kính là tầm 70 km trở lại á, thì bên em sẽ giao hàng tận nơi. Thì chủ yếu là em đi giao đấy, em đi giao. Cơ sở bên em thì em là bên phần về cái tiếp xúc với khách hàng, thì có mấy ông anh thì ổng sẽ chăm lo phần con giống, chứ mình em thì không có bao nổi. Hàng ngày thì em có thể tiếp khoảng tầm gần 100 cuộc gọi và những tin, nói chung là bù bù lắm. Đây, đây ốc này là bên mấy ông anh cũng tiễn trước, thì em về em chỉ căng rồi đóng hàng rồi trả đi thôi. Giờ đây em sẽ trả điều ra. Ốc rất là đẹp rồi con. Thì bà con bên em có trừ hao, bên em luôn có trừ hao, thì trong cái quá trình con ốc, con giống hay tất cả con gì á, thì chúng ta đều muốn tránh cái phần hao hụt. Nên bên em có trừ hao là 1 ký, bên em tặng 100 gram, và thì nó sẽ hao hụt hoàn toàn khoảng 10% thôi. Còn nếu mà trên 10% thì bên em sẽ, bà con cứ chụp hình gửi bên em sẽ đền bù cái khoản hao hụt cho bà con. Bà con đừng có lo lắng, cứ an tâm nuôi thôi. Được rồi, em này em sẽ đóng hàng và tiến hành đi giao nha bà con. Nay giao cho một cái ông anh cũng tham quan mô hình bên em rồi. Thì đại gia ở Thăng Hưng, Long An, nhà mới lắm, có nhà banh kỳ cắt chắc cò bay gãy cánh luôn. Rồi nha bà con, em sẽ tiến hành đi giao đây.
em thấy là thả cái gốc, cái gốc lục bình đó là ngon đó, nó mát đó. Dạ. Thì nó cũng lòng vòng đây thôi chứ nó không đi đâu xa đâu. Nó đi nó bám theo những cái gì, mấy cái cây, mấy cái này nè. Dạ. Nhưng mà em thấy thả ngày lục bình là hay hơn. Lục bình thì nó tự nó bơi qua, nó qua mấy cái muốn bên kia luôn, nó có lục bình, bình nó mát nữa, dạ, nó có dừa đó. Nhưng mà buổi sáng vẫn có dừa nó che chứ còn đây sáng che chứ có gì đâu che. Dạ. Qua bên kia đi, qua ngay qua đá lục bình đi. Trời ơi quá trời cò ha. Còn ngang ngoài kia của anh nói gì? Của ta. Dạ. Bằng lúa ha. Vô đất ông nhiều dữ à. Đất nhiều quá cho mướn không là cũng đủ ăn rồi phải không? Mấy đứa con? Ba đứa học đại học ha. Nuôi nó không cũng chết giả. Cá hừ. Cái này cái hầm này còn quá rộng rồi. Quá rộng rồi này phải à, nó không táo hả? Quá nhiều hầm hầm này anh trồng môn súng nhiều lên chút nữa nha. Ai hui hi bây giờ phạn ra. Con chó trên xuống dưới. Ui. Ở gần Tân Hồng. Gần cái đường Tân Hồng á. Cái đường em đi này là chỗ qua cái đường cái tẻ Tân Hồng mới quẹo qua đây thì ẩn trên đường đó đó. Gần đây à. Bước hả? Dạ. Đi đường nào? em đi Trường Sơn xong rồi có cái đường nhỏ qua khỏi khu công nghiệp á, nó có cái đường tẻ lên chứ em không có đi được bọc dưới bọc Tràm Chim hay xa. Em đi cái đường có qua khỏi khu công nghiệp là có cái đường tẻ, không phải đi đường ấy, không đường không đi Trường Sơn qua chính này hả? Ngang đó thì Google chỉ là chạy năm mấy cây đó, đó thì à, năm mấy cây đó, còn nếu đi Trầm Chim thì nó lên tới gần 80 cây lận. Dạ thì em chắc là nơi kinh ngang đó hay biết Google chỉ em đi chứ. Thì đó đó là ra là kinh ngang đó là chạy ra là chỗ ra cái đường một hướng đi thẳng là về Tâm Nông, còn quẹo qua xì về đây nè, về đây nè, hướng nè là cái đường đó là kinh ngang phải không? Ngay về kinh chích không? Em không biết kinh, em không biết kinh gì đâu. Không qua phà. À không đi phà. À, nãy giờ không đi phà. Đi đường thẳng thôi à. Này cô quăng đây luôn ha. Ừ, có thả thả nên ở đây nó nhiều rồi. Quá trời. Bây giờ lấy cái mèn ra đi, thấy ngoài đi bỏ ngoài chứ không lấy đi để sao đi kia rồi giờ đem dứt rồi gắt nước lên, gắt nước lên rồi mày để lấy ốc cà để lên miếng xốp nè cho nó tự nó bò xuống xốp trên mày đánh
muốn đắt được để xốp thì cho nó sạch. Thêm mấy cái lấy mấy cái bao cũng được đó, mấy cái bao mình trải lên cái mình để ốc lên. Ở đây anh diệt ốc rồi sao anh bắn nó chết vậy? Không, anh diệt ốc hay gì vậy? Anh diệt thuốc ốc hay gì? Cái ốc đắng nó chết nè. Ốc đắng á. Hả? À. Nè. Lâu rồi ha. À, lâu chưa? Lâu rồi. Xăm nước thêm nữa rồi xong rồi cua chết nhưng mà giờ cua hết rồi rồi còn như cua ấp tự vậy tự mình trải lên thôi, trải trải lên nửa ốc lên, cái đem qua đây đưa qua đây đâu được mấy con tao cũng có chết một con nó già chết rồi. Không, 2-3 năm rồi. Sốc nước thôi. Cái vậy được không? Tiếng xào là nó rút hết à. Mà em nghĩ anh trồng súng hết đi, trồng súng giáp hết đi. Để cho ốc ăn cũng được, ốc nó ăn nó không súng. Dạ. Nó cũ anh. Nói cũ anh, cũ anh liền xuống. Nó lên, nó lâu lên nhưng mà nó sẽ lên. Dạ, mà lâu thôi. Dạ. Anh nói cái ao nào nuôi cá hô đâu? Đó hả? Còn không? Còn cá không? Giờ nó khoảng nhiêu? Rồi bán mớ mấy con. À là con nhiều khoảng nhiêu ký á? Rồi con lớn. Ồ. Nó bán thịt hay là hay là bán cho kiển? À. Mua được cấp 7. Chắc khoảng 2-3 năm ha. Thấy có trên mạng đó, nó quay cá hồ với cá à, ổng nuôi cũng nuôi nhiều nha. Nuôi 6.000 con. Ừ. 6 năm sau mình hết. Đó. Nó gì thôi
chắc con bán lại gai quá. Gì cái đó bán chắc bị. Ông tỷ lắm, không bán như mình đâu, ông cũng nhiều hầm nha. Dạ. Mà trong nhà ông là đó chắc non nù chắc dưỡng già thôi chứ kinh tế gì. No. Dạ. À, để em quay lại tổng quan của cái ao này cho bà con xem nha. Thì diện tích ao này rất là lớn. Thì, nói chung là cái ao này là lúc trước là ông cho mướn tôi có bột, cá tra thương phẩm. Bây giờ ông lấy lại. Thì cái với cái mật độ như thế này thì chúng ta thả ốc thì nó cũng chưa có lý tưởng nghe bà con. Để lý tưởng để nuôi ốc á, thì chúng ta cần trồng ống súng thật là nhiều lên, hoặc là thả thật là nhiều bèo để tạo cái bóng mát cũng như là cái giá thể để cho con ốc nó bám vào. Thì đây là nói chung là cái ao này thì thả chắc cũng phải 100.000 con, quá rộng rồi. Này chắc này là ông anh mới nuôi thử 1 ký thôi, nói chung là mua anh bảo là cứ thử trước để xem nó có chịu không mới đã, thì mới bắt đầu mở rộng thêm. Vì nói chung là bên em cũng tư vấn là cần phải làm gì cũng phải thử trước, bà con cứ lấy ít về thử xem con ốc nó phát triển thì sẽ mở rộng thêm. Thì ở và bữa nữa thì em sẽ quay lại cái ao này để chia sẻ với bà con để xem coi cái độ phát triển của con ốc như thế nào. Cái ao này rất là rộng, thì nếu mà trồng thêm bông súng nữa thì nuôi rất là tuyệt vời, nói chung là rất là đẹp. Quá đẹp, ao quá là đẹp. À, thôi thì em cũng xin kết thúc video đây nha bà con. Thì nếu bà con cảm thấy hay thì bà con nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật được sớm nhất các cái video mà chúng em lên sóng. Thì chắc có lẽ là em còn vài tập nữa cho cái chủ đề về con ốc bu thôi. Thì em sẽ qua cái chủ đề mới, đó là về con tép đồng, tép rong. Thì giờ bữa em sẽ chia sẻ đến cho bà con. Thì có gì bà con nhớ đăng ký kênh để đón xem cho bà con. Xin kính chào bà con, hẹn bà con ở các cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.